Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 2011-2016 được coi là một nhiệm kỳ đáng nhớ về chất vấn của Quốc hội khóa 13 bởi những chất vấn rất ấn tượng của đại biểu Quốc hội và phần trả lời chất vấn cùng phát ngôn khó quên của một số đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những hạt sạn, đó là những phát ngôn chưa đúng mực và những cuộc tranh cãi không đáng có của một số đại biểu Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những phát ngôn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua. Là tư lệnh lĩnh vực ngành, bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành, thủ tướng tôi toàn quyền. Ra tư lệnh ra chiến trường là phải được toàn quyền quyết định chiến đấu hay không chiến đấu, quyết định tiến hay lùi thì mới làm được. Chứ còn mà lại cứ ra vào xin phép thủ trưởng ở nhà có cho bắn không, thế mà không được, thế thì cho chậm mất năm lỡ của họ. Tôi nhớ là phiên chất vấn của chúng tôi thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có hỏi là bao giờ thì du lịch Việt Nam bằng Thái Lan và Malaysia, Singapore. Tôi bỏ ngỏ, tôi để lại để cho nhiệm kỳ tiếp theo trả lời việc này. Tôi không dám trả lời. Các ông đặt vấn đề là tái cơ cấu doanh nghiệp. Đúng nào? Nhưng mà không thấy ai đặt vấn đề là tái cơ cấu tổ chức bộ máy và tái cơ cấu trách nhiệm của các ông. Những bức xúc trên có nguyên nhân khách quan, nhưng có nguyên nhân rất lớn thuộc về trách nhiệm của các bộ trưởng, của những người đứng đầu ở các ngành, các địa phương, thậm chí là trách nhiệm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Nhiệm kỳ này, chúng ta đã chứng kiến nước mắt của đồng chí Tổng Bí Thư rơi vào lịch sử. Cử tri đề nghị là không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này. Bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp và thậm chí đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa sẽ tiếp tục chiếm nhiều hơn. Nhận viện trợ và vay ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Và nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin là đa số nhân dân sẽ bỏ phiếu không đồng ý nhận viện trợ và vay tiền Trung Quốc. Nhiều vị đại biểu Quốc hội đã cảnh báo về một số quan chức nhà nước thường tăng tốc tham nhũng cả về tần suất và cường độ. Vào thời điểm hoàng hôn nhiệm kỳ, bình minh nguyên là, xin Tổng Thanh tra cho biết trách nhiệm cá nhân và những giải pháp mạnh mẽ của quyết liệt của Tổng Thanh tra để chặn đứng việc quan chức nhà nước chạy đua nước rút để thực hiện những chuyến tàu vét cuối cùng. Rất nhiều những cái trường hợp mà đến khi về hưu mới phát hiện được. Và cái người mà có sai phạm nó cho rằng là mình đã hạ cánh an toàn cho nên là đến lúc nghỉ hưu là bắt đầu bung ra mà cho rằng không ai làm gì được mình cả. Tôi nghĩ đây là một cái việc mà nó tạo ra một cái tiền lệ để có một cái việc xử lý và nó cảnh tỉnh đối với những người nào mà đã sai phạm trong cái thời kỳ đương chức thì đến lúc về hưu hãy dè chừng.